Và bây giờ là chuyên mục chính luận. Xin mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Trần Trung Đạo mang tựa đề Tượng đài Cộng sản, một gia tài không ai muốn nhận. Tổng bí thư Cộng sản Nguyễn Văn Linh và quốc tổ Hùng Vương, ai đáng kính trọng hơn? Đó là câu hỏi ngu. Những người có chút ít nhận thức chính trị và lịch sử chẳng những không trả lời mà còn mắng ngược lại kẻ đã đặt ra câu hỏi. Làm thế nào mà Nguyễn Văn Linh, một trong những người đã ký mật ước Thành Đô quy thuộc Trung Cộng, lại có thể đem ra so với vị vua đã sáng lập nên nước Văn Lang của dòng giống Lạc Việt? Làm thế nào mà một lãnh đạo của chỉ 3 triệu đảng viên Cộng sản lại có thể đem ra so sánh với vua Hùng, sáng tổ của cả một dân tộc? Và đừng quên, không có vua Hùng đã không có một nước có tên gọi là Việt Nam trên bản đồ thế giới, trong khi nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại là một điều vô cùng may mắn cho dân tộc Việt Nam. Sự thật khó tin, nhưng chính các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có văn bản đàng hoàng cho rằng Nguyễn Văn Linh đáng kính trọng hơn quốc tổ Hùng Vương. Theo nội dung quyết định số 1063 trên quyết định Thủ tướng do Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 2 tháng 7 năm 2015 phê duyệt kế hoạch tổ chức các ngày lễ trong 2 năm 2014 và 2015, ngày sinh của Nguyễn Văn Linh 1 tháng 7 được Đảng Cộng sản Việt Nam xem như là một ngày lễ quy mô cấp quốc gia, trong khi ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 năm Ất Mùi 2015 chỉ là lễ địa phương và bị đưa xuống hàng cấp tỉnh. Theo quyết định này thì vua Hùng bị xếp ngang hàng với Trần Phú, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh. Nguyên văn của quyết định ghi: ngày lễ lớn do ban tổ chức cấp quốc gia chủ trì tổ chức, giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 năm Ất Mùi 2015 giao cho tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức. Mục đích của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam phát xuất nhiều lý do dưới đây. Thứ nhất là tiếp tục tẩy não các thế hệ Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Một khi chính sách tuyên truyền tẩy não không còn tác dụng, Đảng Cộng sản sẽ tắt thở. Đó là trường hợp của Liên Xô. Trong lúc bóng ma chủ nghĩa Cộng sản mà các Marx dùng để thách thức quyền lực của các nhà nước tư sản giữa thế kỷ 19 trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản đã chìm vào quá khứ và đại đa số nhân loại đang hăng say tiến bước trên con đường dân chủ hóa, Việt Nam thì chưa. Tại Việt Nam, hàng triệu học sinh, sinh viên mỗi ngày vẫn phải học thuộc một cách từ chương những khái niệm, những định nghĩa sai lầm và lỗi thời. Tại Việt Nam, bệnh sùng bái cá nhân, tôn thờ lãnh tụ vẫn còn đang chế ngự trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống văn hóa và tinh thần của đất nước. Không một giáo án, giáo trình, diễn văn, tham luận, tuyên ngôn, tuyên cáo nào mà không trích dẫn vài câu nói của các lãnh tụ Cộng sản. Sự nô lệ trí thức như là một loại vi trùng sinh sôi và lan rộng trong từng con người qua nhiều thế hệ, xói mòn và tàn phá cái tính khai phóng, làm thui chột tính sáng tạo trong con người. Thứ hai, đồng nghĩa lịch sử Đảng Cộng sản và lịch sử dân tộc. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố gắng tuyệt vọng vực dậy những xác chết, những tên tuổi đang bị lãng quên, vùi lấp trong làn sóng văn minh dân chủ thời đại để đánh đồng họ với các anh hùng dân tộc thật sự khác. Tuy nhiên, những lãnh đạo Cộng sản đã chết, từ chết trẻ như Lý Tự Trọng, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, đến chết già như Hồ Chí Minh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, hay chết trong chiến tranh như Nguyễn Chí Thanh, v.v. chỉ là đảng viên Cộng sản, không có liên hệ một chút gì đến lịch sử Việt Nam cả. Có người có thể sẽ phản biện rằng họ là người Cộng sản nhưng đồng thời cũng là người yêu nước. Không, những người kể trên là đảng viên Cộng sản, đã sống và chết như những người Cộng sản. Mục tiêu Cộng sản hóa Việt Nam là canh bạc của đời họ. Bằng chứng rõ ràng, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng và nhiều đảng viên Cộng sản khác khi bước lên máy chém đều hô lớn Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm. Không ai trong số họ hô Việt Nam vạn tuế hay Việt Nam muôn năm như các đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng đã hô tại Yên Bái vào sáng sớm ngày 17 tháng 6 năm 1930. Một người sắp chết thường nghĩ về cội nguồn, đó là cha mẹ,
quê hương, dân tộc, tổ quốc. Người cộng sản thì chỉ biết nghĩ về đảng vì đảng là cội nguồn của họ. Đó cũng là điểm khác biệt chính giữa các đảng cách mạng thật sự chiến đấu vì tự do độc lập của dân tộc và Đảng Cộng sản Việt Nam. Với những người yêu nước chân chính, đảng cách mạng chỉ là chiếc ghe để đưa dân tộc Việt Nam qua bờ tự do độc lập, trong khi với Đảng Cộng sản thì chiếc ghe lại chính là dân tộc chuyên chở tham vọng của đảng. Các nước cựu Cộng sản Đông Âu và thế giới xử trí sao với những Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Thị Minh Khai của họ? Ngày lễ kỷ niệm những người này tại các nước cựu Cộng sản rất là dễ giải quyết. Tên tuổi của họ tức khắc bị gạch ra khỏi lịch và nhanh chóng bị rơi vào quên lãng. Nhân dân của các nước Cộng hòa non trẻ quá bận tâm lao vào cuộc chạy đua với nhân loại để hiện đại hóa đất nước. Chẳng còn ai có thời giờ để nghĩ đến chuyện xưa, mới đó nhưng chừng già hơn trái đất. Tuy nhiên, việc phá hủy các tượng đài là một vấn đề bởi vì phải tốn nhiều công sức và tranh luận. Các nhà sử học Đông Âu gọi tượng đài là các anh hùng cộng sản, là gia tài mà không ai muốn nhận. Chẳng hạn như việc phá hủy bức tượng khổng lồ của Enver Hoxha, cựu lãnh tụ cộng sản Albany, gây nhiều tranh luận. Một số sử gia cho rằng nên giữ tượng của Enver Hoxha để các thế hệ sau này khi học về một chế độ độc tài tàn bạo sẽ đến ngay chỗ đó để xem mặt mày của y ra sao. Nhiều nơi vẫn còn giữ lại một số tượng đài trong ý nghĩa đó. Một số tượng đài khác thì bị bỏ hoang. Riêng chính phủ Hungary thì có một sáng kiến hay. Họ muốn nhắc nhở các thế hệ mai sau một quá khứ hãi hùng đau thương của đất nước, một bài học mà các thế hệ trẻ phải học để tránh. Nên thay vì phá hủy, họ đã tập trung các Bác Hồ, Lý Tự Trọng, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Phan Đăng Lưu của nước họ lại cho hết vào một công viên gọi là Memento Park. Công viên này là trung tâm du lịch ở Budapest. Bộ trưởng Giáo dục Hungary Zoltán Pokorny phát biểu: "Tôi thấy đây là một kế hoạch đầy hứa hẹn để giữ ký ức lịch sử còn sống và tăng cường ý thức của công dân về trách nhiệm và cam kết để giữ gìn nền dân chủ. Công viên sẽ được sinh viên học sinh, những em không có kinh nghiệm và ký ức riêng tư thăm viếng thường xuyên, nhờ đó có cái nhìn sâu xa và ấn tượng của một thời đại được biểu hiện trong công viên." Việt Nam rồi cũng thế, một ngày những thế hệ trẻ Việt Nam sẽ đến những nơi tương tự, không phải để thưởng ngoạn hay để thăm viếng, nhưng để học về sự chịu đựng vô bờ bến của ông bà họ trên đoạn đường đầy máu và nước mắt mà dân tộc Việt đã đi qua. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Đấy, nhát đòn chí mạng đấy. Nhát nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này còn. Cái mõm vào đây, đục chặt vào. Mấy vòng vào. Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy dao chọc. Dao cụ thế. Này cạnh đập vào cung học này. Đấy, được rồi. Rò vào, lấy vào. Không, 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 chưa sâu. Vào, chưa lấy nó đâu. Thì đúng chỗ đấy.
ra cùn sao nghiêng nghiêng ra đấy, bắt đầu chặt đi ông, chặt đi xong nó lấy lưới chảy ra thấy mấy cái mõm nó này hất ra thì cho thêm tiết nó phải chảy ong ọc cơ kéo đánh cái cành nhỏ hứng nữa vào không mấy nó ra ngoài có tí tiết ra ngoài hết cho dao vào lách nó ra đấy nhiều cốc nó ra đấy giờ bắt đầu nó còn thở not